Các thành viên vô địch 2 tuần, tôi nhớ rằng trong cái cuộc vô địch tuần đầu tiên các bạn đầy nước mắt và sau đó cũng là nước mắt. Ngày hôm nay có nước mắt không ta? Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em gửi đến ban giám khảo cũng như quý vị ở đây lời chào nồng nhiệt nhất. 2 tuần vừa rồi tụi em may mắn được khán giả cũng như ban giám khảo vote cho tụi em và tụi em quán quân. Thì như anh Quyền Linh có nói là tụi em có một tí nước mắt. Dạ, và hôm nay thì chắc em nghĩ là nụ cười sẽ nhiều hơn là nước mắt Nên em chỉ biết là hy vọng hoàn thành được cái bài biểu diễn của mình cho khán giả cũng như ban giám khảo ở đây rồi. Mỗi lần vô địch tuần thì tôi thấy là ban giám khảo khen các bạn về chủ đề rất là nhiều. Và ngày hôm nay đông như thế này, liệu các bạn có làm được điều đó hay không? Tụi em tin chắc tụi em sẽ làm được. Sẵn sàng? Dạ vâng. 2 phút dành cho cả đội bắt đầu. Bạn có thích bác vậy? Cô đang làm gì vậy? Ê! Bố! Sao lại bỏ đứa nhỏ như thế này ở đây? To the circus. The Twist of Rain Remix. NK Dance Team và các bạn nhận được 60% của khán giả bình chọn. Tiết mục của các bạn thì vẫn có một cái ưu điểm của các bạn. Thứ nhất là màu sắc rất là nhiều. Thứ hai là các bạn rất là trẻ trung. Và thứ ba là những cái vũ đạo của các bạn rất là hiện đại. Tuy nhiên lần này á, các bạn có một cái dở, đó là cái thông điệp của các bạn không được rõ lắm. Đầu tiên thấy có một đứa bé bị lạc đúng không? Và tôi cứ tưởng là các bạn sẽ bám vào đấy để thành một cái câu chuyện gì đó. Nó có màu sắc, nó có sôi động, nó có tất cả. Nhưng mà cái nội dung nó không được rõ. Mới đầu tôi cũng dự đoán á, tôi thấy là em bé thì chắc chắn là bị lạc ở trong rừng hoặc mẹ bỏ rơi, thì sau đó muôn thú sẽ cứu. Thấy một cái bạn ra bưng, nhưng mà tôi thấy bạn bưng em bé là thấy không đúng rồi. Cái cách bưng của bạn là một cái pèo lên cái. Xong tới chừng các bạn mở cái màn ra, tôi thấy em bé bị giục lăn lóc á, tôi bị đứt ruột á. Tôi bị nhói tim á, hiểu không? Thì sau đó thì tôi bị bấn loạn là tôi không biết là các bạn muốn nói lên cái điều gì trong cái bài nhảy này. Phương Thanh thì nhìn thấy rất rõ ý tưởng của các bạn là một người mẹ bỏ đứa con rơi ngay trước rạp xiếc, xong rồi mở ra một cái là đứa con là em trưởng thành từ rạp xiếc và người mẹ quay về, rồi hai mẹ con giằng xé với nhau. Nếu như mà người mẹ về sớm một chút xíu và chỗ đó giằng xé nhiều hơn một chút xíu nữa thì cái vở kịch, nhạc kịch này nó sẽ sâu hơn rất là nhiều. Thì các bạn cho vào trễ quá, cho nên với tiết mục này nó chỉ có bề ngoài nhiều nhưng không có độ sâu, cho nên nó không đã thôi. Về cái diễn xuất của các bạn á, thì tôi đã từng khen, nhưng ngày hôm nay thì cô Hồng Vân nói rồi đó,
các bạn bóc cái đứa con lên như vậy phản cảm lắm, tội nghiệp nó lắm. Rồi mở màn ra một cái đứa con, cái đó nó bị lăn lóc ở đằng kia. Có nó quăng cái vèo. Không thì có thể là vậy nè, có thể là do các bạn phải giống như mình hậu trường á, khi mà chưa ấy là mình hậu trường mình quăng để mà mình diễn đúng không? Nhưng mà cái đó phải khéo và tính. Mấy cái đó phản cảm lắm, tội nghiệp, cho nên hôm nay tôi cũng chờ đợi các bạn, tôi thấy các bạn chuẩn bị từ chiều tới giờ đó là tôi nghĩ là chắc hoành tráng lắm đây á, tôi chờ đó chứ. Nói chung là vậy nè, mấy anh mấy chị nói đúng hết á. Tóm lại chị với đúc kết một câu là tụi em rất hoành tráng. Nhưng mà vì á, tụi em phải biết là tụi em lực lượng tụi em quá đông. Mà đông á, nó rất là dễ bị rối. Mà hôm nay tụi em đông mà tụi em bị tham nữa. Tụi em bỏ tùm lum tiết mục lên cái nó rối. Chứ thật ra chị giống như chị Vân Thanh là chị nhìn thấy cái nội dung tụi em rất rõ là bà mẹ bỏ con không, cũng thấy rất là đơn giản. Nhưng mà bị rối quá, lúc cái lập xiết nó tùm lum tà lan, cái là dạy đứa nhỏ là thành lớn rồi, phun lửa phun đồ ra chi, tạo độ khó cho mình chi cho trơn trợt, trong khi tụi em đông rồi người đi ra người đi vô là đưa cây này cho anh Minh Nhí mục đích làm gì đây, rồi không có xử lý gì trơn, tưởng đưa rồi hồi quýnh ảnh hay là cái gì. Lần trước á, đám đông là thế mạnh của các bạn, còn bây giờ đám đông lại là cái yếu thế vì đông cái nó bị rối. Với 2 phút các bạn làm như vậy tuyệt vời rồi, bởi vì xử lý đám đông thế này khó lắm các bạn. Các bạn đã kết nối được 18 thành viên thế này, điều đó cũng rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm của bạn là 45 điểm.